Xin chào các bạn, là đến với kênh của Ship. Video ngày hôm nay Ship sẽ reaction Huggy ở trong TikTok các bạn. TikTok hay còn được gọi là Tấp Tấp. Ok. Và trước khi vào video, các bạn hãy nhớ cho Ship một đăng ký kênh, một like và một bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ chúng ta cùng vào reaction Huggy với TikTok. Ui, Ship thấy hashtag Huggy Wuggy được 1,6 tỷ view các bạn. Ui, nhiều view thật sự các bạn. Yo. Ok. Nhìn video này quen quá. Oh, video này Ship xem rồi nè, trên YouTube nè. Oh, ok. Đây là video thứ hai các bạn. Oh. Yo. Nhạc nghe ảo thật sự luôn á trời. Video này các bạn. Oh. Ok, hơi ghê nhỉ. Quá dễ thương luôn. Oh. Cosplay các bạn. À. Chất dữ. Happy. Gì đây? Oh, sorry. Cao quá chạy trúng cái chân nhà các bạn. Dập mặt luôn. I'm sorry. Nhìn mặt hết ghê tội thiệt sự. Make up thành hết ghê các bạn. Hay thiệt. Gì đây? Ghê vậy. Làm len các bạn. Hay vậy. Ui dễ thương. Cái gì đây? Mô hình các bạn. Thiếu mấy cái răng. Ôm miễn phí. Hết ghi không phải là robot. Mà hết ghê là người sống các bạn. Oh, kissimissi các bạn. Oh. Ôi hay vậy. Oh. Chắc Ship phải học kiểu này quá. Hay quá à. Có bạn nào biết kiểu làm này là làm như thế nào không? Chỉ Ship với. Để Ship học các bạn. Học à. Học làm Huggy. Đây là quyển sách chơi Puppy Playtime các bạn. Cạo ra được cái huyền ở lộn cái tàu hỏa các bạn. Mở cửa nè. Bỏ cái băng vô nè, hay vậy. Quyển sách này ảo vậy. Cái này quyển
này là handmade rồi. Có bán không? Đoạn này là Huggy truy đuổi mình nè. Hãy xuất sắc các bạn. Gặp Poppy. Ui sách này áo vậy. Hay vậy. Kiss Missy. Ui. Fan art các bạn. Gì đây? Hay vậy. Cái đoạn lắc nhìn giống khá bảnh quá mọi người. Để xem lại lần nữa. Ok. Đoạn này nè. Ok. Và Sip cũng vừa tìm được một bài hát về Huggy các bạn. Bài hát có tên là Huggy Wuggy Puppy Playtime Song các bạn. Nghe thử nào. Sip không dịch kịp đâu nên các bạn có thể tự hiểu nha. Ok. My name is... Ôm đến chết à. Ok. Một bài nhạc khá là rock and roll nha các bạn. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video reaction này của Sip. Nếu các bạn thích những video của Sip hãy nhớ nhấn chuông đăng ký kênh cũng như like và share. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.